Quý vị thân mến, và vừa rồi thì chúng ta đã được gặp chị Thiên Hà, chị Kim Khoa ở dưới phòng tư vấn. Hiện tại đây thì bác sĩ đang làm cái liệu trình là Thamma FLX và Ultravi cho chị Kim Khoa và chị Thiên Hà. Thì trước khi xem cái kết quả nửa mặt của chị Kim Thiên Hà thì chúng ta hãy cùng xem cái tình trạng da của chị nhé. Đây ạ, quý vị có thể thấy thì tình trạng da của chị Thiên Hà bị chảy xệ hai bên má rất là nhiều. Đó khiến cho cái phần viền hàm của chị không săn chắc và da bị chảy xệ nữa, nên khiến cho chị bị già nua. Thì sau đây thì chúng ta hãy cùng xem cái kết quả nửa mặt nhé. Thì bác sĩ ơi, không biết là chị Thiên Hà đã xong nửa mặt chưa ạ? Và chị vừa mới xong rồi đấy bạn ơi. Vâng ạ. Thì em xin mời chị ngồi dậy để cho khán giả của chúng ta có thể xem được cái kết quả nửa mặt của mình chị nhé. Chị có thấy hồi hộp không ạ? Chị cũng thấy hồi hộp. Vâng, thì em mời chị soi gương nhé, xem cái kết quả của mình. Ô, sao mặt chị lệch thế này? Dạ không sao chị ạ, thì bác sĩ sẽ giải thích cho chị tại sao nó có hiện tượng lệch như vậy nhá. Vâng ạ. Chị ơi, chị có thể thấy so sánh, các bạn có thể so sánh nửa mặt nhá. Gương mặt trước khi chưa làm và gương mặt sau khi làm này, các bạn có thể nhìn thấy là rất rõ cái độ cơ nó đã căng lên rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy đây, rãnh ở bên này rất là sâu và dài. Rãnh ở bên này thì gần như là đã đỡ đi rất là nhiều, đỡ đi gần như một nửa rồi đấy. Em có thể cho các bạn xem lại một hình ảnh lần nữa cho của chị cho các bạn nhìn thấy rõ. Đúng rồi, đây quý vị có thể thấy, quý vị có thể thấy là hai bên viền hàm nó bị chảy xệ không ạ? Đó, và cái phần rãnh rồng cũng rất là sâu nữa này. Thì bác sĩ đã làm cho chị cái Ultravi. Chị nó có căng không? Có săn lên nhiều không chị? Có, chị thấy nó săn và căng lên. Nhưng mà tại cho chị hỏi cái tại sao nó lại đỏ như thế này ấy. Hôm nay em đưa sóng nhiệt khá là cao để cho mình kéo cái lớp cơ của mình lên ấy. Thế nên là nó hơi đỏ một chút. Lát nữa chứ tầm 25 phút nó sẽ tự hoạt động hết chị nhá. 25 phút nữa là hết hả? Vâng, tầm 25 phút nữa thôi là nó sẽ hết rồi. Chị có thắc mắc gì không? Chị có thể hỏi em luôn, ví dụ như là cho chị hỏi tí nữa, mà làm nốt bên này nó có cân như bên này không? Dạ, tất nhiên rồi chị. Hôm nay mình làm khi mà làm xong thì không những cân mà nó còn đẹp hơn nữa chị ạ. Vâng ạ. Thì thôi làm cho chị nhanh lên, chị thấy sốt ruột chị nhìn cái mặt này. Vâng, thế thì em mời chị nằm xuống để bác sĩ làm nốt cho chị nhé. Vâng ạ, mời chị nằm xuống. Em xử lý nốt cho chị, không là chị lại sợ quá. Và mà quý vị có thể thấy thì bên kia là chị Kim Hoa, bác sĩ cũng đang làm cái công nghệ Thamma FLX cho chị. Thì chúng ta hãy cùng chờ khoảng vài phút nữa thôi, thì chị Kim Hoa lọc xong nửa mặt, chúng ta hãy cùng xem kết quả nửa mặt của chị nhé.